Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Good Friday đã đến và thời tiết ngày hôm nay sẽ tuyệt vời như thế nào để quý vị đi mua sắm Giáng sinh này, Thảo Yên? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thì trời khô ráo, hết mưa rồi, nhưng mà nhiệt độ không có lên cao, thưa quý vị, vẫn còn rất là lạnh. Và buổi trưa hôm nay đó lên cao nhất cũng khoảng 62-63 độ thôi, nhưng mà chiều tối nay đó như quý vị thấy là xuống đến còn có 45 độ thôi. Mấy ngày trước chúng ta còn được 50 mấy, nghĩa là buổi tối nhiệt độ rớt xuống thêm tới 10 độ lận. Và cái thời tiết như thế này giữ qua đến thứ bảy chủ nhật, nói chung là 2 ngày cuối tuần đó trời khô ráo, nhiệt độ khoảng từ 63 cho đến 65. Nhưng mà qua đến thứ hai, như quý vị thấy một cái là trời mưa vào và mưa luôn thứ hai, thứ ba tuần tới, thưa quý vị. Hôm qua cứ tưởng là sẽ mưa lớn rồi bão dữ ha, dòng gió, nhưng mà thấy cũng nhẹ thôi. Không chị thấy mấy người trên LA họ quay ra anh, mưa lớn lắm. Nhưng trên LA nhưng mà xuống tới quận Cam rồi xuống tới San Diego thì hay không còn ảnh hưởng gì nữa, thưa quý vị. Thị trường tài chính ngày hôm nay có một tin không vui, thế nhưng Dow Jones vẫn lên như thường. Tin không vui đó là lạm phát, mọi người ai cũng biết lạm phát đã tăng rồi, nhưng mà mình có những cái con số cụ thể đó, thưa quý vị. Thì đây là những diễn biến hiện nay, 6,8%. Con số này vào tháng 11 vừa qua và hiện nay được xem là con số cao nhất trong khoảng 40 năm trở lại. Và đó là một trong những vấn đề hiện nay đang gây khó khăn cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Và thậm chí người ta nói rằng nếu mà từ nay cho đến tháng 11 năm 2022 mà tình trạng lạm phát không có kiềm chế được đó, thì có cái nguy cơ là Quốc hội có thể mất, Thượng viện, thậm chí cả Hạ viện nữa, rơi vào tay của Đảng Cộng Hòa. Bởi vì thành phần cử tri độc lập hiện nay đó, họ khi mà thăm dò, họ nói mối quan tâm của họ lớn nhất là lạm phát. Họ nói những hỗ trợ của chính quyền liên bang đã không giúp đỡ gì họ trong thời gian qua. Nghĩa là họ cũng nhận được tiền cứu trợ, nhưng mà rồi những cái tiền cứu trợ đó xem như họ đã phải chi phí vào những cái tốn kém xăng rồi giá thực phẩm. Đặc biệt là những quý vị nào sống ở các khu vực hẻo lánh đó, giá cả nó còn cao hơn rất nhiều so với các thành phố lớn. Thành phố lớn thì tùy theo cái mức tiêu thụ người ta có thể bán được nhiều, nhưng mà chi phí vận chuyển nó gặp khó khăn và giá cả tăng. Vì thế khi mà xe đưa vào những cái nơi, từ giá xăng cho đến giá hàng hóa vật liệu đều đắt đỏ, thì đó là cái mối quan tâm lớn nhất. Hiện nay vấn đề chính là chính quyền liên bang sẽ có nỗ lực gì để làm giảm thiểu. Vấn đề lớn là phải chờ qua khỏi mùa Giáng sinh mua sắm để xem có thể giảm xuống được hay không, thưa quý vị. Tuy nhiên, giới đầu tư để qua chuyện mà lạm phát qua một bên, Dow Jones hiện nay lên trở lại 31 điểm. Thế nhưng con số này rất là yếu kém, chưa biết được từ nay đến lúc đóng cửa 1 giờ California có khả năng là đi xuống. Vâng, Nasdaq thì hồi nãy có màu xanh, bây giờ lại là màu đỏ, đang xuống gần 6 điểm. Con số quý vị đang theo dõi là con số live trực tiếp từ New York Stock Exchange, tức là thị trường trao đổi New York. S&P 500 lên được 12 điểm. Thị trường châu Á, châu Âu cũng bị ảnh hưởng vô cùng. Nikkei xuống 287, Hồng Kông xuống 259, Thượng Hải xuống 6 điểm. Hồng Kông xuống lý do là công ty Evergrande hoặc là Evergrande, công ty địa ốc khổng lồ lớn nhất của Trung Quốc, lại không trả được món lời mà họ hiện nay đang
nợ vào khoảng 300 tỷ Mỹ Kim, có thể kéo theo cả cái thị trường, không những địa ốc mà các thị trường khác nữa. Thị trường và ngân hàng vay mượn của Trung Quốc, người ta không biết được là Bắc Kinh có sẵn lòng cứu vớt Evergrande hay không. Công trái phiếu 10 năm hôm nay xuống chút đỉnh mà thôi, thấp hơn hôm qua chỉ có 0.01%, 1.46%. Dầu lên được 70 sen, 71 đồng 64 sen, vàng lên 7 đồng 6, và giá nhiên liệu khí đốt cũng tăng lên thêm một chút xíu. Dạ vâng, thưa quý vị, và số phận của ông Julian Assange, người đã suốt 11 năm qua đó vừa trốn chạy rồi vừa bị bắt, rồi xong sau đó sống tị nạn ở một cái đại sứ quán suốt 11 năm nay, đến sáng ngày hôm nay đã chính thức bị tòa tối cao ở Anh Quốc đưa ra cái phán quyết là ông sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Quý vị cũng còn nhớ là vào tháng Giêng năm nay đó, một cái tòa thấp hơn ở tại Anh Quốc đã đưa ra cái phán quyết là ông không cần phải bị dẫn độ về Hoa Kỳ, bởi cái lý do tòa đồng ý với phía luật sư biện hộ của Assange, đó là với cái tinh thần không ổn định hiện nay của Assange và với cái điều kiện giam giữ ngặt nghèo trong các nhà tù của Hoa Kỳ đó, thì có thể khiến cho ông này ổng bị trầm cảm, và ổng bây giờ giấy tờ của bác sĩ chứng thực là ổng cũng đang bị trầm cảm, cho nên là có thể nếu mà bị giam giữ ở nhà tù của Hoa Kỳ thì sẽ khiến cho ổng dẫn đến hành vi tự sát. Tuy vậy, chính phủ Hoa Kỳ đã kháng cáo, và chính phủ Hoa Kỳ đã hứa với phía tòa án Anh Quốc là ông này đó sẽ không có bị giam giữ trong những cái điều kiện ngặt nghèo để mà ảnh hưởng đến cái tinh thần của ổng, ngoại trừ là sau đó ổng có những cái hành vi mà phạm tội ngang ngửa khủng bố chẳng hạn, bởi vì nhà tù ở Hoa Kỳ thì chỉ có giam giữ khủng bố mới là có những cái điều kiện rất là ngặt nghèo, chứ những cái nhà tù khác không có như vậy. Thì chính vì vậy mà tòa tối cao đã chấp nhận cái phần trình bày của chính phủ Hoa Kỳ. Thì ngay lập tức người bạn gái của ông Assange cũng như là luật sư biện hộ cho ông đó đã chỉ trích cái phán quyết này và cho biết là họ sẽ tiếp tục kháng cáo. Thì ông này đó hiện nay đang bị chính phủ Hoa Kỳ truy nã với tổng cộng 17 cái tội từ năm 2010, khi mà cái trang web WikiLeaks của ông đó đã phát tán ra những cái tài liệu vô cùng bảo mật của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là cơ quan an ninh, rồi CIA, FBI, v.v. Thì cái trường hợp của ông Assange bây giờ hiện giờ vẫn nó chia ra làm hai luồng dư luận trái chiều. Có những người vẫn tiếp tục ủng hộ cho ông, và những cái phiên tòa của ông đó thì họ vẫn cứ đứng ở ngoài và họ kêu gào là phải thả ông ra, bởi vì đây là một cái tự do báo chí, người dân có quyền biết được là chính quyền đã có những cái hành vi theo dõi, nghe lén người dân như thế nào, những cái hành vi bất hợp pháp thì dân chúng cần phải biết, và họ tung hô ông là một anh hùng. Tuy nhiên, những người mà theo phe của chính phủ đó thì lại nói là cái hành vi của ông này đó đã bất chấp cái sự an nguy của những người mà làm nội gián cho chính phủ, những người nằm vùng đó, thưa quý vị, khi mà ông tung hết những cái tin tài liệu mật như thế này thì có danh sách tên tuổi đầy đủ của những người nằm vùng như vậy, rất là nguy hiểm cho những người này, và không nên thả ông ra nữa, bởi vì nó sẽ là một cái tiền đề xấu cho những người khác, những kẻ khác nếu sau này ăn cắp được những cái tài liệu mật của chính phủ sẽ tung hê ra như vậy. Thì được biết là tổ chức ân xá quốc tế, thưa quý vị, cũng chỉ trích cái phán quyết này, và họ bày tỏ cái lo ngại là cái phán quyết này đó sẽ làm một cái tiền lệ xấu cho cái việc không riêng gì tự do báo chí ở Hoa Kỳ, mà chính phủ ngoại quốc khi mà muốn đàn áp báo chí đó, họ sẽ xem cái trường hợp này là tiền đề để sau này không cho những người ký giả đăng những cái thông tin mà chính phủ không muốn. Và chúng xin bổ túc một trong những điều kiện mà phía Hoa Kỳ muốn trấn an tòa án ở bên Anh Quốc đó. Họ nói rằng sau khi mà nếu có bị kết tội đó thì Assange có thể được dẫn độ về Úc, bởi vì anh là người Úc mà, thì sẽ ở tù Úc
anh không nhất thiết phải ở tù của chúng tôi, và nếu mà muốn thì được, nhưng mà phải được xử tội đã, và không có bị, nghĩa là giam giữ trong cái điều kiện tệ hại. Nhờ vậy mà tòa trên có hệ thống mà các tòa, thưa quý vị, tòa này xong rồi tòa kháng án, họ nói lower court, higher court, xong appeal court, đó là tòa kháng án, rồi mới lên tới supreme court, tức là tòa tối cao, pháp viện của Anh Quốc. Bốn hệ thống tòa án như vậy, bây giờ chỉ mới lên cấp thứ hai thôi. Đó là lý do bên phía ủng hộ cho ASEAN, họ nghĩ rằng họ có thể đưa lên tòa kháng án. Nhưng mà cho dù lên tòa kháng án thì chính quyền Hoa Kỳ có khả năng vượt luật sư mà họ sẽ đẩy lên tới tòa tối cao pháp viện luôn nữa, và có khả năng là sẽ lên tới tòa tối cao pháp viện. Họ muốn giữ ASEAN ở lại Anh Quốc càng lâu càng tốt, làm bằng mọi giá né tránh. ASEAN lo sợ là nếu bị dẫn độ sang bên phía Anh, Hoa Kỳ ở tù, anh có thể bị chết ở trong tù, bởi vì đã thấy rất nhiều các trường hợp đánh đập tù nhân, tra tấn tù nhân ở trong hệ thống nhà tù Mỹ, các cai tù làm lơ. Nhưng mà phía Hoa Kỳ đã trấn an, và điều đó tòa trên thấy rằng không có lý do nào mà giữ anh ở lại sau khi các điều kiện về vấn đề gian tù của anh đã được Hoa Kỳ đáp ứng. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.